lý tổng tham mưu trưởng Ukraina thiệt mạng. Truyền thông Ukraina hôm nay đưa tin, ông Gennadi Kayakov, trợ lý của Tổng tham mưu trưởng Ukraina Valery Galuny, đã thiệt mạng sau khi mở quà sinh nhật tại nhà riêng. Vụ việc xảy ra vào hôm qua ngày mùng 6 tháng 11 khi ông đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình tại nhà riêng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina cho biết, theo điều tra ban đầu, ông thiệt mạng khi mở một hộp quà chứa lựu đạn. Cụ thể, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Hôm nay là sinh nhật của ông Chaiakov, ông ấy mang các hộp quà của đồng nghiệp từ cơ quan về và bắt đầu mở quà cùng với người thân. Ông ấy mở hộp quà chứa các quả lựu đạn và cho con trai xem. Đây là những quả lựu đạn mẫu mới của phương Tây. Ban đầu cậu con trai cầm lựu đạn và vặn. Ông đã lấy lựu đạn ra khỏi tay con trai và sau đó một vụ nổ thương tâm đã xảy ra. Bộ trưởng Klimenko xác nhận, cảnh sát đã tìm thấy thêm 5 quả lựu đạn chưa nổ tại nhà riêng của ông Chaiakov. Cảnh sát cũng xác định được danh tính đồng nghiệp đã tặng món quà này cho ông. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, lựu đạn mà ông được tặng dường như là mẫu DM-51, DM-51A2, một loại lựu đạn mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Giới chức trách Ukraine đang tiếp tục điều tra về vụ việc. Thưa quý vị, một cuộc xung đột mới đã bùng phát giữa Ukraine và Ba Lan, lần này là về vận chuyển hàng hóa. Theo tờ Pravda châu Âu, Ukraine, các hãng vận tải Ba Lan đang đe dọa chặn tất cả các cửa khẩu biên giới với Ukraine vì sự cạnh tranh quá mức sau khi tự do so hóa vận tải quốc tế giữa Ukraine và EU. Một lãnh đạo của Đảng Liên minh Cực hữu Ba Lan cho biết, đảng này sẽ ủng hộ cuộc biểu tình phong tỏa của những công ty vận tải đường bộ Ba Lan ở biên giới Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Các tài xế xe tải Ba Lan đã cáo buộc các đồng nghiệp Ukraine cạnh tranh không lành mạnh và đang làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ. Vào năm 2022, EU đã nới lỏng các quy định đối với các công ty vận tải Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga, nhưng điều này đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Ba Lan. Những người biểu tình tuyên bố họ có thể phong tỏa biên giới tới 2 tháng, mặc dù họ cam kết không làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hành khách hay nhập khẩu hàng hóa quân sự và nhân đạo vào Ukraine, nhưng việc phong tỏa này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Ukraine. Ông Trump từ chối lời mời tới Ukraine của Tổng thống Zelensky mới đây cựu tổng thống mỹ donald trump đã từ chối đến ukraine theo lời mời của ông volodymyr zelensky và nêu rõ lý do cho quyết định này tôi rất tôn trọng tổng thống zelensky thế nhưng việc đến ukraine vào thời điểm này là không phù hợp Chính quyền tổng thống Joe Biden đang làm việc với chính quyền của ông Zelensky và tôi không muốn tạo ra xung đột lợi ích. Trước đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã muốn mời ông Trump đến Ukraine. Nếu ông ấy đến đây, tôi cần 24 phút, chỉ đúng 24 phút để tôi chứng minh rằng kế hoạch của ông ấy không thể chấm dứt cuộc xung đột này, ông ấy không thể mang lại hòa bình. Ông Zelensky cho rằng chỉ khi đến đây ông Trump mới có thể hiểu tình hình và hiểu rằng đề xuất hòa bình mà ông ấy đưa ra là không khả thi. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên đến nay, cựu chủ nhân Nhà Trắng chưa nêu cụ thể giải pháp mà ông đề xuất. Về phía Tổng thống Zelensky, ông đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố của ông Trump, đồng thời thể hiện hoài nghi về khả năng cựu Tổng thống Mỹ có thể giải quyết xung đột. Cũng vừa mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm để giúp lực lượng của Kiev trong cuộc chiến với Nga và mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bay tới đây để đích thân chứng kiến quy mô của cuộc xung đột. Ông Zelensky cho rằng, binh lính Mỹ có thể sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu với Nga nếu Washington không tăng cường hỗ trợ. Ông Zelensky nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC phát sóng vào ngày mùng 5 tháng 11 theo giờ Mỹ. Nếu Nga tiêu diệt hết chúng tôi, họ sẽ tấn công các nước NATO và nhiều công dân Mỹ sẽ phải được điều động để chiến đấu. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky đã mời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Ukraine và chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột do Nga tiến hành vào tháng 2 năm 2022. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu ông ấy có thể đến đây, tôi sẽ cần 24 phút để giải thích với cựu tổng thống Trump rằng ông ấy không thể xoay chuyển được cuộc chiến này. Mỹ vừa công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 425 triệu đô la cho Ukraine, trong đó 300 triệu đô la thuộc sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine và 125 triệu đô rút từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Khoản viện trợ quân sự mới nhất này bao gồm đạn dược và vũ khí chống tăng. Đây là gói viện trợ thứ 50 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021 gói phòng thủ mới dành cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM, đạn cho hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo, tên lửa TOW và nhiều loại hệ thống chống thiết giáp khác, bao gồm tên lửa Javelin và AT-4. Những vũ khí này giúp nâng cao khả năng đẩy lùi các mối đe dọa bằng xe bọc thép và bảo vệ không phận của Ukraine. Ngoài vũ khí hàng nặng, gói viện trợ còn cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ và biện pháp đối phó thiết yếu trước các hệ thống máy bay không người lái, bao gồm cả đạn dẫn đường bằng laser. Ngoài ra, còn có hơn 3 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, liều đạn, đạn phá hủy chứa ngại vật, mìn sát thương Claymore và hàng chục xe tải vận chuyển thiết bị hàng nặng để hỗ trợ lực lượng Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Mỹ cũng đang cung cấp thiết bị chống lạnh cùng với các phụ tùng thay thế, vật tư bảo trì và các thiết bị giá chiến khác. Lực lượng phòng vệ Israel vừa xác nhận máy bay chiến đấu f 35 i Adir của không quân nước này đã bắn hạ một tên lửa hành trình do so phiến quân Houthi ở Yemen phóng. Trong đoạn video được lực lượng phòng vệ Israel công bố, đã ghi là hình ảnh máy bay chiến đấu F35I Adia của nước này đánh chặn thành công tên lửa hành trình thông qua hệ thống nhắm mục tiêu quang điện. Báo cáo của lực lượng này nêu rõ, các hệ thống đã theo dõi quỹ đạo của tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu F35I Adia đã thành công cho việc đánh chặn tên lửa. Đoạn video cho thấy một tên lửa hành trình bay với tốc độ cao trước khi bị tên lửa từ chiến đấu cơ F35I Adia phá hủy. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố sự việc diễn ra sau khi quân đội Israel đánh chặn một tên lửa đất đối đất trên biển đỏ bằng hệ thống phòng thủ Arrow. Theo tuyên bố của người đứng đầu các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc, đây là số lượng thương vong cao nhất Liên Hợp Quốc từng ghi nhận trong một cuộc xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 11 sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình chiến sự giữa Israel và Hamas ở giải Gaza, theo đề xuất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Trung Quốc. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn UAE nêu rõ Trước tình hình ngày càng tồi tệ ở Giải Gaza và vụ tấn công bệnh viện Ansifa, cũng như các vụ tấn công liên tục vào trại tị nạn Jabalia, UAE và Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành các cuộc tham vấn kín vào ngày 6 tháng 11. Cùng ngày, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết đã có 88 nhân viên của cơ quan này thiệt mạng kể từ khi bùng phát chiến sự hôm 7 tháng 10. Theo tuyên bố của người đứng đầu các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc, đây là số lượng thương vong cao nhất Liên Hợp Quốc từng ghi nhận trong một cuộc xung đột. Tuyên bố cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước số dân thường thiệt mạng tại giải Gaza và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cũng như yêu cầu Hamas thả tất cả con tin. Trước đó, ngày 5 tháng 11, lãnh đạo của tất cả các cơ quan quan trọng thuộc Liên Hợp Quốc đã cùng ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại trước số dân thường thiệt mạng ở giải Gaza, đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc nêu rõ, trong gần một tháng qua, thế giới đã theo dõi tình hình đang diễn ra ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng trước số người thiệt mạng và tình trạng chia cắt ngày càng gia tăng. Theo tuyên bố, toàn bộ người dân tại giải Gaza đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn, bị đánh bom khi đang ở trong nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ cúng. Điều này là không thể chấp nhận được.